vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Khi bị bệnh loãng xương, nếu không được phát hiện và điều trị không đúng cách thì bệnh sẽ tiến triển âm thầm và ngày càng nặng hơn. Hậu quả xấu nhất là rạn xương hoặc gãy xương. Khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mọi người sau tuổi 30 cần chú trọng bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 để dự phòng loãng xương sớm ngay từ khi còn trẻ. Những người tuổi đã cao và phụ nữ mãn kinh, bên cạnh việc bổ sung canxi đủ và đúng cách hàng ngày thì nên đi khám xương khớp định kỳ hàng năm ở các cơ sở y tế có đủ điều kiện để phát hiện và điều trị ngay từ sớm bệnh loãng xương. Đó là việc làm rất có ý nghĩa để phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.